Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Cảm ơn các bác vì có mặt trong live buổi tối ngày hôm nay. Tối nay theo lịch đã hẹn thì bên em sẽ lên cho bác một cái lô sản phẩm quần kaki nhé. Và còn ngày hôm nay thì em cũng đánh giá nó sẽ là một cái lô hàng với những sản phẩm rất là chất lượng. Ngoài những cái sản phẩm quần của những cái thương hiệu thời trang lớn thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái mã sản phẩm quần của Nhật Bản với cái chất lượng rất là tốt nha các bác. Giá bán thì bên em sẽ điều chỉnh theo tùy mã nhé. Nói chung giá nó sẽ dao động hơn 100.000 cho tới hơn 200.000 cho một mã sản phẩm nha các bác. Hàng thì vẫn bao cho các bác là hàng tuyển, hàng bao đầu kiện, hàng khui từ một cái kiện nguyên tay nguyên kiện, lấy những cái mã đẹp nhất, chất lượng nhất về đây để phục vụ các bác nhé. Hàng vẫn là hàng đầu kiện và giá bán thì giá bán cam kết với các bác. Giá bán bên em đang bán ra những cái sản phẩm này nó chỉ là cái mức giá tầm trung thôi nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ quay lại với mã B ạ. Chúng ta sẽ có chính xác là 52 mã quần nha các bác. Rồi, em sẽ tập trung em like sản phẩm cho các bác luôn nhé. Và cái thông số của sản phẩm này thì bên em sẽ đo đạt vòng eo này, chiều dài quần và độ rộng của ống nha các bác. Độ rộng ống thì bên em sẽ đo cái phần cuối cùng của quần. Đó. Đó là những cái bảng thông số đây. Các bác nhìn bên phía góc màn hình sẽ có bảng thông số nha, kèm với mã sản phẩm và giá bán luôn. Rồi, em vào cho bác mã B1 này. B1 lên cho bác một sản phẩm của nhà Nike nhé. Con này quần của Nike. Đó. Rất đẹp ạ. Chúng ta có một cái logo của Nike thêu trước quần này. Em sẽ che cho các bác xem cái hệ thống tem code chính hãng của nó nhé. Hàng nhà em thì tất nhiên là bao cho bác là hàng chuẩn chính hãng rồi. Đẹp nhé. Và độ mới của con này thì cũng 99% luôn. Rất đẹp. Màu rất là sang với con này các bác mặc đi tiệc cưới đẹp. Đó. Con bóng suông luôn nhé. Con bóng suông. Chất của nó vẫn có hơi hướng là thể thao nhé, nhưng mà con này các bác mặc kiểu công sở cũng được luôn. Rồi con này 280.000, lên xem mã B1 đi, một con này thì siêu phẩm đấy. Đó, hàng C nhưng mà rất là mới. B2 này, B2 thì con này nó sẽ là con quần thứ hai mà bên em bán ra, bởi vì nó rất là hiếm. Con quần này nó sẽ giống như là quần đi săn này các bác, quần đi săn đấy, bên nước ngoài người ta làm đẹp chưa? Màu đẹp nha, con này thì trước em bán một con rồi, giờ về thêm một con. Nói chung cái màu này các bác mặc kiểu thời trang nó cũng rất là đẹp. Nó cũng rất là đẹp nha. Còn các bác mặc đi câu cá rồi đi rừng này kia đấy, đi săn chim này kia. Bởi vì đây nó sẽ là cái quần đi săn nhá, đẹp lắm ạ. Con này hàng Nhật sản xuất nhá. Form quần này không có gì để chê. Đó, có nào mà chơi với cái dòng này thì lấy nha, bởi vì nó rất là hiếm lắm nhá. Con này bụng là 88, à bụng 86 nhé. Co giãn thoải mái ra thì được tầm 88. Dài ống 110. Con này là mã B2 để các bác 270 nhé. 270.000 bao ship. B3. B3 em lên cho bác một con quần kaki của Levi nhé. Con kaki này thì chất nó rất là dài. Hàng của Levi. Chúng ta sẽ có một cái tab nhỏ của Levi ở phía sau này. Dòng Levi Premium đấy các bác, nó làm từ cái chất liệu gần như là cao cấp nhất của Levi. Còn quần kaki này nó cũng thuộc vào cái dòng với cái chất lượng rất là tốt, chất lượng cực kỳ cao luôn nhé. Rồi con Levi này bụng là 76, dài 94-95 nhé, ống 17 đó. Đó. Bác nào mà người kiểu nhỏ gọn một chút ấy, lấy cái mã này cho em đẹp. Con này lên cho em mã B3. B3 con Levi này rất là mới luôn ạ, chất kaki dày dặn nhé. Vải sờ cũng rất là mát luôn. Con này 260 cho em mã B3. Giá là bên em bao ship toàn quốc cho các bác rồi. Bao ship toàn quốc nha. Nhận hàng kiểm hàng thoải mái trước khi thanh toán. B4 ạ. B4 lên cho bác một sản phẩm của Đốc Cơ. Đó, bác nào mà hay mua đồ của Đốc Cơ thì lấy cái mã này thì nó cũng rất đẹp nhé. Hàng của Đốc Cơ nhé. Con này hàng của Mỹ. Made in Haiti nhé. Tem của nó làm rất giống Levi. Rồi, con này kaki nha, form đùi rộng ống lớn đấy. Đùi rộng ống lớn, form ống suông này các bác. Con này bụng 96, bụng 96, con Đốc Cơ màu hơi xám xám nhé, màu hơi xám. Các bác nhìn cái chất quần nó rất là đẹp. Hàng Đốc Cơ nó làm đồ kaki rất là chuẩn nhé. Con này lên cho mã B4 ạ. B4 con này 240 bao ship, bụng 96, size nó sẽ rơi vào tầm size 36-37 các bác nhé. B5 ạ. B5 lên cho bác một sản phẩm của nhà Fila. Đó, con quần này thì các bác mặc đi chơi cũng được, mặc đi làm cũng được luôn nhé. Form của nó vẫn rất là thể thao, nhưng con này thì nó cũng rất là lịch sự. Đó, nó vừa cái chất của nó rất là thể thao,
và cái form quần của nó thì lịch sự nhé. Hay lắm. Cái màu nó rất là lịch sự. Con này cũng là dòng Fila Gold nhé. Dòng Fila Gold nên cái chất lượng nó rất là tốt. Fila, con này có hai túi hai bên nữa. Fila Gold nhé. Chất đẹp đúng không? Này, màu quần đây nhé. Màu quần chuẩn nhé. Quần rất là mới. Đó. Mới lắm nhé. Con này lên xe mã B5 ạ. Fila Gold. Phòng ống suông. Ống suông túi hộp nhé. Thường với cái dòng này ống suông túi hộp các bác mua kênh khác nó cũng phải cao hơn với cái giá này em bán ra rất là nhiều. Con này 240 B5. B6 này lên cho bác một con kaki nhé. Con này hàng của thằng thằng Sonrio này. Con này nó sẽ là hàng của Ý nhé. Con này được sản xuất tại Ý, made in Italy. Con quần kaki với cái chất liệu rất cao cấp đến từ Ý nhé. Form ống suông nhá, form ống suông. Đó, với cái form quần kaki kiểu hơi rộng rộng như thế này thì các chú các bác rất là thích. Mặc nó sẽ rất là chuẩn. Con này bụng 78 cho em nhé. Con này hàng của Ý. Chất cốt tông nó rất là mềm và chất nó rất là dày nhé, chứ không phải là cái dạng quần mỏng đâu. Con này lên cho mã B6 của con quần của Ý nhé. Made in Italy luôn nhé. B6 240. B7 này, bác nào thích mặc quần sáng màu nhé. B7 lên cho bác một con quần, bác nào mà thích mặc sáng màu, đặc biệt màu trắng ấy. Các bác mà hay đi tiệc mặc màu trắng thì lấy cái mã này cho em đẹp. Hàng của Uniqlo nhé. Hàng Uniqlo màu trắng rất là mới luôn. Đó. Trắng phát sáng luôn nhé. Trắng tinh. Con này bụng 82 nhé. Các bác mua về đi tiệc, cái chất nó đẹp lắm. Con này chất nó giống như là, con này là quần Âu nhé. Quần Âu nhé. Nhưng mà nếu mà nhìn từ xa thì nó sẽ giống như là quần kaki đấy các bác. Cái chất của nó như vậy, nhìn xa rất là giống quần kaki. Nhưng mà cái độ mỏng của quần thì nó giống như là quần Âu thôi nhé. Mặc cực kỳ thoải mái luôn ạ. Kiểu nó nhẹ nhàng. Con này bụng 82 ạ. Lên xem mã B7 bụng 82 của quần kaki của Uniqlo nhé. Các bác nhìn mặt em hôm nay có vẻ là già đi đấy các bác. Đó. Dành toàn bộ thời gian để tìm hàng mới cho các bác nhé. 7 giờ tối trên kênh các bác. Hàng bên em cập nhật mỗi ngày luôn. Con này hàng của Gu ạ. Đẹp nha, con này nó cũng là quần kiểu quần Âu, quần công sở đấy các bác. May chuẩn form kiểu châu Âu này, nhìn nó rất là hay. Đó, mặc mấy con này thì chất bao đẹp, thật sự nó rất là đẹp. So với cái mức giá kiểu hơn 200.000 hay hơn 300.000 mua một con quần như thế này thì cực kỳ là hời luôn. Quá đẹp. Đây, quần nó may theo form quần châu Âu, cái form dáng quần của châu Âu. Nó vẫn là cái form đùi rộng ống lớn này. Mấy bác trung trung tuổi mặc cái mã màu này cho em là quá đỉnh rồi. Chất rất là đẹp, quần thì mới như mới ạ. Con này lên cho em mã B8 nhé. B8 con này nó là quần Âu nên bán rẻ. Con này 210.000 bao ship. 210.000 bao ship, rất rẻ so với cái chất lượng của bác nhận về nhé. Đó, nhận hàng kiểu hàng thoải mái cho em nhé. Hàng bên em là bao kiểu hàng thoải mái. Rất tự tin về những cái sản phẩm mình bán ra nhé. Con này lên cho em mã B9 này. B9 nhé, con này hàng của Kappa. Nó cũng cái chất nó giống như là Kappa của dòng gốc đấy các bác. Đó, big logo Kappa theo trước túi quần này. Con này các bác mua để các bạn đi chơi, để mình mặc, mình đi cà phê, cà pháo, đi chơi với bạn bè rất là ok. Logo theo bảng lớn luôn. Rồi con này vòng bụng 85 cho em nhé. Nó cũng phối cho các bác một cái túi hộp ở bên này. Nó có phối một cái túi hộp bên này này. Kappa logo theo luôn nhé. Chất nó là kaki mỏng đấy. Quần rất là đẹp. Kappa nhé. Phía sau quần có một cái logo của Kappa này. Quần chất này nó sẽ là cái chất gốc nên nó mỏng và nhẹ nhé các bác, mặc rất là nhẹ nhàng, cái khoác. Con này 250, lên cho mã B9. Đẹp nhá. B10 này, em có quần quần này với cái chất liệu thì chắc chắn các bác sẽ thích. Đó. Cái chất của nó cao cấp lắm. Nó kiểu như là chất nhung ấy các bác. Nhìn nó rất là sang. Đó, chất này. Quần này thì bao cho các bác là rất là mới luôn. Hàng top value, hàng Nhật Bản. Chất con này nhá, nó sẽ rất là dày. Nó khá là dày nhá. Nó rất là dày. Mà cái form quần các bác sờ lên vải nó cực kỳ mềm luôn. Chất nó giống như là cái chất nhung và cái màu này cũng rất là đẹp. Quần nó hơi nhăn chút thôi nhá. Hàng khui kiện thì bắt buộc hàng nó phải nhăn rồi. Đó, quần này em ủi rồi. Hàng rất là sạch, rất là thơm và rất là mới nhá. Con này màu siêu đẹp. Màu ngoài nhìn nó dịu hơn rất là nhiều. Nó không kiểu bị bóng bẩy đâu các bác mặc cái sơ mi nó sang cực kỳ luôn. Con này đẹp nhé. Con này lên cho em mã B10 ạ. B10 con này bụng 86 240 nhé. Form đúng suông ấy.
Chất các bác nhìn nó giống như là chất nhung. Cái con này nhìn ngoài đời nó sẽ là màu xanh rêu đậm nhé, màu xanh rêu đậm, màu rất đẹp. Tiếp theo B11 ạ. Lên cho bác một bảng Unikilo. Con này thì chất của nó cũng giống như là quần Âu nhé. Các bác mua về các bác mặc đi làm, đặc biệt các bác nào mà mình làm công sở ấy, mình hay phải mặc cùng với áo sơ mi mà tìm con quần nó nhẹ nhàng và nó lịch sự nhất. Thì lấy cái này, hàng của Unikilo thì em nghĩ cái chất lượng sản phẩm của nó cũng xứng đáng để các bác trải nghiệm đấy. Đó là một cái thương hiệu lớn đấy nha. Con quần đẹp, màu đẹp, rất sang. Con này lên cho em mã B11. Quần Unikilo các bác mua mới thì chắc cỡ trên dưới 1 triệu quần thôi, không có quá đắt. Con này 200, bụng 85, lên cho em mã B11. Con bóng xương rất là đẹp nha. Chất này nó cũng giống như là cái chất kiểu các bác mặc chuyên công sở ấy, nó nhẹ nhàng và nó rất là mát. Đó, rẻ lắm. Bằng 1/5 giá hãng như mấy ạ. Tiếp theo ạ, 12, B12 lên cho bác một con quần của Lee. Con này thì nó sẽ phù hợp với bác nào mà thích mặc mấy cái form quần nó khỏe khoắn một chút. Đó, nó khỏe khoắn một chút. Nhìn nó rất là mỹ luôn. Nó rất là sặc mùi mỹ luôn. Cái phong cách nó rất là khỏe nha. Đó, Lee, đó là thương hiệu của Mỹ nha các bác. Phía trước đây, phối cũng rất là nhiều túi. Đó, bác nào mà thích cái kiểu bụi bặm mà khỏe khoắn một chút thì lấy cái mã này. Nó chạy mô tô rất là đẹp, mấy con quần này các bác mặc chạy mô tô rất là đẹp luôn. Hàng Ly đẹp, cái này đẹp, đặc biệt phần phía sau nó làm kiểu rất là cầu kỳ, một con quần rất là nhiều chi tiết. À đúng rồi, Lee Rider. Đó, con này là dòng Lee Rider, nó là quần chuyên mặc để các bác đi mô tô đấy nhé. Đi mô tô phân phối lớn chứ không phải đi mô tô kiểu đua đâu nha các bác. Đi kiểu mấy con Harley hoặc là mấy con mô tô. Con này 250 ạ, lên xem mã B12 đẹp. Đây B13 này. B13, con này ngoài nó là hàng mới, nó là hàng mới của Gu nhé. Con này còn nguyên tem mạc, giá bán mới cũng 3.000 yên chưa tính thuế. Con này nó phù hợp với các bác nào mà kiểu thích mặc mấy con quần này. Chất nó dày, con này nó dày kinh khủng các bác nhé. Con này nó phải nặng gần 2 kg đấy. Nhất chất nó dày này, cái form nó rộng thùng thình. Đó, mấy cái form này thì thường mấy bác hay mang mấy đôi bút da, mấy đôi giày da cao cổ vậy. Mặc cái này rất là ngầu luôn. Đúng cái form luôn, đúng cái form luôn. Con này quần mới của Gu nha các bác. Đó, chất dày dặn nha, chất kaki rất dài, màu rất đẹp. Quần túi hộp đấy. Con này bụng 84, co giãn 92 nhá. Bụng 84, co giãn tuyệt đối 92 bởi vì nó có độ co giãn. Quần là bụng chung co giãn nhẹ nhá. Con này lên trên mã B13. B13 con này 250, form cực kỳ sướng luôn. Form quần cầm rất là sướng tay. Nó nặng lắm á, nó rất là nặng. Nó phải đến 2 kg. Cái này hôm nay thì em cũng like nó chậm chậm, sống chậm lại chút. Đó, để giới thiệu sản phẩm cho nó kỹ nhé. Con này lên cho mã B14 ạ. B14 nhé. Con này hàng của Paradiso. Hàng của Paradiso nhé. Con này dòng gốc luôn. Chất đẹp lắm. Đó, con này nó sẽ phù hợp với các bác nào mà thích quần mặc quần chất gốc ấy. Thứ nhất nó mỏng nó nhẹ và nhìn nó vẫn rất là sang, rất là thời trang luôn. Paradiso thì đồ nó làm rất là đắt. Quần rất là mới nhé. Quần rất là mới. Không vấn đề gì đâu. Đó. Ở đây em kiểm tra thì nó có kiểu bị một cái vết bẩn nhỏ nhỏ này. Không đáng kể. Dạ là sạch thì con quần nó siêu mới. Và bác nào thích mặc mấy cái chất quần mỏng nhẹ mát này, con này nó vẫn lịch sự để các bác mặc đi kiểu các bác mặc đi làm luôn nhé. Các bác mặc đi làm đấy, form quần nó là chất gốc nên nhìn nó rất là lịch sự. Con này 200.000, chất mỏng lắm rẻ nhé, 200.000, chất mỏng nhưng mà nó rất là xịn đấy nhé, 200. Con này bụng 79 nhé, 200.000, quần rất là mới. Paradiso nhé, dòng gốc, đẹp chưa? Các bác nhìn cái quần cái detail nó đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó sang. Tiếp theo này, 15, đây cho bác một bản Edwin. Con này dòng Edwin gốc luôn nhé, chất rất đẹp, mới tinh, mới tinh. Đó, hàng Edwin Nhật nha các bác. Quần Edwin Nhật thì thứ nhất nó rất là đắt rồi, nó dao động quần jean nó bán đâu đó 2-3-4 triệu một quần. Con này chất kaki và chất kaki gốc nha các bác, nhìn cái detail cái quần với độ hoàn thiện.
cực kỳ cao luôn đó. Và cái quần này nó rất là mới nha, và màu nó cũng rất là sang ạ. Chất này nó là chất gốc luôn đó. À, phía sau thì chúng ta có những cái tem của Minh Nhật. Em rất là thích cái thương hiệu này, nó làm đồ rất là chuẩn. Cái này form ống nó đứng nhá, form ống đứng đó, form quần rất là đẹp. Thời trang 260 B15 nhá, B15 đẹp mới nhá. B16 này, lên cho bác thêm một con quần gốc nhá. Con này vẫn là chất quần gốc đó. Quần gốc thì nó chỉ như thế này thôi. Và đặc biệt quần gốc thì các bác mặc thì nó sẽ không quá dài, nó không quá dài đâu nhá. Tại vì nó sẽ thường là dài đến mắt cá chân thôi. Để sao để các bác đeo giày thể thao ấy, nó sẽ rất là đẹp, nó đúng cái phong cách kiểu mặc để chơi gốc các bác. Mấy cái quần gốc thì chiều dài nó rơi vào tầm 95-96 thôi, là cái chiều dài chuẩn nhất của mấy cái dòng quần gốc. Con này hàng của Lego Sportif nha. Gà đấy các bác. Con này em cũng bán được mấy con. Này để con gà nữa này, chất gốc đẹp lắm. Đó, nó rất là nhẹ nhàng nhá. Và nhìn nó rất là sang. Mấy con này các bác mặc đi tiệc vô tư. Mới tinh nhá. Con gà này 260, rất mới. Hàng gốc nhá, 260 lên trên mã B16. B17 ngày hôm nay có mấy con quần gốc rất là đẹp. B17 lên cho bác thêm một con quần gốc nhá. Đẹp chưa? Chất cà phê rất là cao cấp. Khóa mạ đồng này, rất là đẹp, rất là hay. Đó, các bác nhìn con quần này chiếc mê luôn. Em nhìn con quần này em chiếc mê các bác. Edwin Gop nha, con này dòng Gop luôn. Tất cả mọi thứ trên con quần này thì chỉ có dùng hai từ là hoàn hảo thôi. Hoàn hảo trong con quần nhé. Quần chất Gop mặc kiểu gọn gàng, đi với giày thể thao cho em. Mới 99%. Edwin Gop, Gop. Đẹp nhỉ, con này vùng 78 ạ. Bác nào vùng 78 lấy mã này, B17. Mấy cái mã này các bác mặc đi giày thể thao rất là trẻ trung nhé. Đúng cái form người ta hay chơi gốc người ta mặc. Có này 260 B17. B18 đây cho bác thêm một con quần này quý. Chất của nó cũng tương tự luôn, nó rất là đẹp. Đây. Bác nhìn đi theo cái quần nó kinh khủng chưa? Cái độ hoàn thiện là hoàn hảo nhé. Nhìn nó rất là thời trang. Đó. Rất là thời trang nha. Con này em bán cho bác là 250 nha, thì tương đương đâu đó nó bằng 1/10 giá bác mua mới. Và con quần này so với quần mới thì nó tương đương, gần như là tương đương đó. Có những con nó rất là mới như cái này, con cũng suông siêu đẹp, màu sang nhé. Con này lên cho em mã B18 250, B18 250. B19 ạ, B19 đây cho bác một con Wrangler, quần kaki của Wrangler nha, chất quá đẹp, đó là thương hiệu của Mỹ luôn, hàng kaki của Wrangler nhé. Đẹp các bạn, nói chung là hàng của Mỹ thì cũng ok, cũng rất là ngon. Đó, Wrangler thì quần jean của nó rất là đẹp rồi, em bán quần jean của Wrangler rất là nhiều. Đây là một con kaki với chất liệu cốt tông mềm nhá, mà cực kỳ kiểu linh hoạt đấy các bạn, nó thoải mái, nó thích, nó nhẹ nhàng, nó không kiểu gò bó hay là cứng cáp, mấy cái chất này đẹp lắm. Form suông, con này 240 B19, B19 hàng của Wrangler, hàng của mình. B20 lên cho bác thêm một con quần gỗ. Con này hàng của FJ. Hàng này thằng này nó làm đồ kiểu đồ cho mấy cái bộ môn gỗ rất là đẹp. Mua thì tắt đi nha các bác, nó không hề rẻ mà. Chất này nó vẫn là cái chất quần gỗ nhá. Còn chất quần gỗ thì các bác cứ hiểu nó đơn giản là chất nó rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Thứ hai là nhìn nó thể thao các bác, nhìn nó trẻ trung. Đó, nói chung là mỏng nhẹ mát. Mỏng thì cũng không quá mỏng đâu, cái chất này nó cũng rất là dày. Hàng của FJ này đẹp lắm. Con quần này các bác mặc chơi kiểu chơi gốc thì ok, bởi vì nó là quần gốc nhá, hoặc là các bác mặc đi làm, đi chơi, thậm chí đi ăn cưới cho em, nó vẫn là một con quần rất là lịch sự nhé. Sang các bác nhìn cái chất này, sờ quần rất là thích luôn, nó có độ co giãn nhẹ. Hàng này thể thao mà hay thật, nó vừa kiểu sport vừa thể thao vừa lịch sự. Con này 240 B21 này, em lên cho bác một con Uniqlo. Con này thì em nghĩ các bác mặc vào thời tiết thu đông thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó. Bởi vì con này nó sẽ là một con quần được làm một cái
lớp nỉ rất là mềm và mịn bên trong. Con này của Uniqlo, con này giữ ấm rất là tốt. Con này các bác mua để vào mùa thu đông, mùa đông mặc xem con này là đẹp nhé. Bản này này, bản mấy cái bản quần giữ nhiệt của Uniqlo nó bán cũng siêu đắt, không có rẻ các bạn. Và con này nó mới tinh, chất đẹp lắm. Con này thì các bác nên mua để dành những thời tiết thu đông mặc nhé. Nếu mà các bác mặc mùa hè nó bị nóng ấy, đừng có này quần bên trong nó có lót một cái lớp nỉ rất là mịn. Đó. Nó có đai ở phía trước luôn, thay thế cái phần thắt lưng luôn. Các bác nếu mà muốn dùng thắt lưng thì vẫn được. À con này dùng thắt lưng không được nhé, không có đai, không có con đĩa. Đẹp lắm nhá. Hàng Uniqlo gần như là con quần này nó mới đặt. Con này lên cho em mã B21 đi, con này 240. B21 240 con này rất đẹp. B22 lên cho bác một con Timberland. Con này nó sẽ là hàng của Mỹ nhá. Ngày hôm qua có bán một cái siêu mi của Timberland ở đây các bác. Nay về thêm một con quần. Đó, Timberland nhá. Bác nào mà chơi mấy cái dòng này này, nó vẫn nổi tiếng là mấy cái dòng thời trang kiểu cho phái mạnh, thích người thích phong cách nó kiểu khỏe khoắn, bụi bặm. Con này thì độ mới nó sẽ không quá cao, nó sẽ không kiểu quá xuất sắc đâu nhá. Con này kiểu như nó có những cái dấu vết của một sản phẩm đã qua sử dụng đấy các bác, nên nó kiểu không được mới như mấy con kia đâu. Con này độ mới 8 điểm trên 8 điểm. Đó, các bác nào mà kiểu chơi đồ Timberland có thể mua về kiểu các bác mặc đi làm hoặc là hoạt động ngoài trời ấy. Con này bán 170.000 bao ship nhé, form lùi dọc ống suông, nó vẫn là quần quần rất là chất, 170. B23 này. Có này bắt nào mà thích cái phong cách quần nó ngầu và nó khác biệt một chút. Chạy mô tô mấy con này thì phải chê nhé. Nó cũng là một trong những cái dòng mà các bác mặc các bác chạy mô tô ấy, rất là đẹp. Còn mặc đi chơi thì khỏi bàn rồi. Quần này nó làm quá đẹp. Nói chung nó rất là đa năng các bác. Cái này nó vẫn là hàng của Edwin luôn nhé. Nó vẫn là sản Edwin Nhật Bản, màu xanh rêu. Con này detail thì rất là cháy luôn, nó rất là cháy, rất là hay. Nó vẫn là hàng của Edwin Nhật nha các bác. Mới là, con này nó mới, nó là quần mới luôn, quần rất là mới. Trên quần làm cái đai này. Các nào thích tìm một quần nó mới lạ một chút thì lấy cái mắt này cho em đi. Quần rất là mới luôn. Đó, đèn nhà em là dùng cái loại đèn này gần như là sáng nhất rồi đấy. Những cái hình ảnh các bác thấy, cái độ mới của quần thì nó là chuẩn chỉnh nhé. Đó. Con này bụng 85 250 mới lắm. Bụng 85 250 này chạy mô tô rất đẹp. Bụng 86 à quên nhầm. Mã B24 đây cho bác thêm một con quần gốc, con này thì phối kẻ caro. Rất xa. Con này hàng của Callaway nhá. Đâu. Đây, con này hàng của Callaway các bác. Con này các bác mua cửa hàng của nó ở Big C, ở Eon ấy. Eon ấy. Nó rất là đắt. Các bác vào cửa hàng của này thì biết nó, cửa hàng của nó chỉ nằm trong những cái trung tâm thương mại lớn thôi. Con này 240 nhá. Bụng là 82-83 mặt đẹp. Con này hàng chơi gốc của Callaway nhá. Hàng chơi gốc phối kẻ rất là đẹp, rất sang luôn. Đó, với con này các bác mặc đi tiệc thì quá sang, quá đẹp. Chất đẹp lắm, đó là hàng chơi gốc đấy nhá. Callaway. Con này 240 B24 B25 đây, con này cũng sang luôn. Con này các bác mặc kiểu đi tiệm cho em đi. Hàng thương hiệu này nó làm đồ cũng siêu đẹp luôn. Các bác thử tìm hiểu, lên Google các bác tìm hiểu nhé. Có những cái thương hiệu của thằng Nhật Bản nó làm đồ siêu đỉnh luôn các bác. Đấy, con này các bác nhận về thì chắc chắn sẽ chất nó đẹp lắm. Con này cũng là cái chất gốc nhá, nó cũng rất là nhẹ nhàng thoải mái. Nó có hơi hướng thể thao nhưng mà tổng thể thì nó cũng rất là lịch sự, các bác mặc đi tiệc. Phối màu thì cũng khá là đơn giản thôi. Đó. Rồi, con này thì 230 lên cho mã B25. B25. Đẹp. B26 lên cho bác một con quần của Nhật Bản. Đó. Kaki Nhật nhá, màu nâu nhạt. Nâu này nó cũng không quá đậm đâu. Con này mặc thì nó cũng khá là trẻ trung. Nó vẫn thiết kế một cái đai ở phía sau này. Nhìn nó thêm phần kiểu khỏe khoắn cho cái quần này các bác. Túi phối những cái
Đó, những cái điểm nhấn rất là đơn giản nhưng về tổng thể con quần nhìn nó rất là xịn, nói chung là xịn này. Cái này form ống suông cho em nha các bác, bác nào bụng 78 rồi các bác này, bụng 78 rồi các bác này sao là trẻ trung, con này không không có sang mới nhưng mà nhìn nó rất là trẻ. Con này 230 B26 mới đẹp ạ, B26 cũng rất mới. B27 lên cho bác một con quần kaki màu nâu đậm này, con này hàng Uniqlo nhé, con này các bác phải lấy này, con này phải lấy nhá, bởi vì nó rất là đẹp, nó mới tinh và màu nó cũng rất là đẹp đó, màu này đẹp chưa. Còn Uniqlo nhá, cái chất mát rượi, kaki chất mát rượi nhá, chất cũng rất là dày dặn. Con này B27 cũng 84-85 240 nhá. Còn Uniqlo nhà em thì bác cũng bắt định nó sẽ rất là mới. 28 B28 con này nó đẹp lắm, còn rất đẹp nha các bác, còn đẹp 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 nha, nó cũ thì em nói cũ đó. Con này size của nó để là size XL, con này hàng Nhật Bản nha, con này các bác phải lấy nhé. Thứ nhất về cái form quần của nó này, thứ hai về cái chất liệu kaki của nó, nó rất đẹp, màu xanh rêu nữa, và con này mới 100% hàng Nhật Bản, form quần này kinh khủng như vậy, nó là quần túi hộp đấy nhá. Con này các bác mua 350-400 về nhận hàng ở hàng kiểm tra thấy nó vẫn rất là rẻ, thực sự luôn. Con này 280 nha, cái chất liệu các bác về các bác mở ra các bác xem đi. Đó, không được giới thiệu nhiều, mới là quần 280 B28. B29 lên cho bác một con kaki nhá, kaki đen, con này hàng của Ý nhá, con này hàng của thằng Furlan Italy. Đó, mấy cái tên thương hiệu đôi khi em đọc sai các bác cũng thông cảm nhá. Con này hàng của Ý nhá, hàng của Ý, hàng Ý nhá. Con này thì tổng thể độ mới thì nó trên dưới 9 điểm rồi nhá, quần kiểu nó đã bị kiểu bạc phớt phớt nhẹ, bạc phớt phớt nhẹ như kiểu, chứ màu nó không kiểu đậm đen xì như là một con quần mới. Nhưng về tổng thể con này theo em đánh giá thì nó vẫn rất là ổn, nó cũng khá là mới, có thể gọi là khá là mới. Con này 180 nhá, 180, con này bụng là 82, vẫn là cái form đùi rộng ống lớn này, con này có ý nhá. Đó, quần thì rất là đẹp, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Phía sau nhìn cũng rất là sang, tổng thể con này cũng rất là đẹp nha các bác, nhưng mà nó sẽ không mới của 99-100% như mình có kỳ, trên dưới 90 hàng của Ý nhá, tác giả con này 180 cục 82 180 Mai các nào mà thích chơi áo thun thì lên nhé, mai em có thun thể thao, có thun cổ bẻ, cốt tông có luôn nhé. Ngày mai thì nó vẫn sẽ là hàng full hiệu 100%. Con này hàng của Fila nhé, một con quần con này chất dù, hàng của Fila đẹp nhé, con này nó cũng mới lắm. Size trên quần nó để là size M, nhưng con này bác là size S thôi. Bác nào mà cỡ kiểu từ 50 cho tới 58 cân này, 50-58 cân mặc con Fila này cho em đẹp này, nó sẽ là quần gió nhé, quần rất mới, còn gió còn rất là mới luôn, bác về mua về sáng chạy bộ nhé, hàng của Fila rất mới chất dù. Đó, bác nào 50-58 cân còn cỡ size S, trên size S tí, kiểu size S cộng này, size SM ấy, con này 220 nhé, bụng 70 co giãn 78 B30 B31 lên cho bác một con quần nó vẫn gọi là quần lính ấy, cũng chẳng phải là quần lính, con này quần camo đấy, bởi vì không biết đây là lính nước nào nhé, nói chung đây là con quần camo thời trang thôi, không phải là quần lính đâu, nó phối màu lính thôi, chúng ta gọi con này quần lính cũng không phải đâu, nó là quần thời trang phối màu lính đó. Con này bụng 79, chất cái này nó sẽ là chất kaki nhé, và quần này nó sẽ là quần túi hộp đó, một con quần kaki túi hộp nhé, hai túi hai bên, nói chung chất liệu rất là đẹp, hàng Nhật Bản gia công thì các bác yên tâm, nó sẽ rất là chuẩn và nó sẽ cực kỳ rẻ, cái giá bán ra nó sẽ rất rẻ so với số lượng, cái chất lượng hàng nha các bác.
Con này B31. B31 con này để cho bác mức giá là 250.000 thôi, 250.000 thôi nhá. Rất rẻ. Hàng nhà bên em sẽ là hàng mới cập nhật mỗi ngày nhé. Mỗi ngày thì bên em sẽ lên một kiện hàng mới về, chứ bên em sẽ không có lên hàng cũ đâu nha các bác. Không, sẽ không có hàng kiểu hàng tồn kho đâu. 2-3 tháng thì bên em mới có một cái calendar kiểu giảm giá 50.000 hay 100.000 với những bạn cái sản phẩm tồn kho. Nhưng mà hàng tồn nhà bên em đôi khi 2 tháng có một clip. Hàng sẽ cam kết cập nhật mỗi ngày. Đó, bán đồ xin, nói chung bán đồ xin mấy cái con quần như thế này mà có hàng tồn kho nữa là giải tán lâu rồi. Hàng nó rất là đẹp. Con này các bác lên cho em mã B32 này, bác nào bụng 78 lấy con này này. Con này là quần túi hộp nhá, quần kaki màu đẹp, chất đẹp, độ mới cao. Hàng của thằng Dragon nhá. Hàng sản xuất Nhật luôn. Quần kaki nhá, chất đẹp, màu đẹp, độ mới cao, hàng Nhật Bản sản xuất. Rất là mới nhá, túi hộp luôn ạ. Quần túi hộp mà bán giá này thì em nói thật với các bác, có thể gọi là gần như là rẻ nhất thị trường. Với hàng đầu kiện nhé, với là hàng tuyển, với điều kiện là hàng tuyển, hàng đầu kiện nhé, bán giá này là gần như là rẻ nhất thị trường. Và cái chất lượng của hàng bên em thì vẫn tự tin là tốt đầu luôn. Tiếp theo này, đây cho bác một sản phẩm quần, cái này nó sẽ là chất gốc nha các bác. Cái này thì các bác mặc đi tiệc cho em cũng rất là đẹp nhé. Con này các bác mặc đi tiệc cũng rất là đẹp ạ, bởi vì màu nó rất là sang nhé. Đó, con này nó sẽ là cái form skinny nhé, form slim đấy các bác, form mặc quần nó sẽ ôm nhé, quần nó sẽ ôm ống. Đó, bác nào mà thích mặc mấy cái form skinny này, quần ống ôm đấy, mấy cái mã này cho em đẹp này. Con này size trên quần để là size 36 đấy, nói chung bác nào mà size 36 mà cái form slim fit lên cho em cái mã này là rất là đẹp. Mấy cái form này các bác đeo với giày thể thao nhé. Mấy cái form quần như thế này thì chỉ có mang giày thể thao thì nó mới hợp thôi nhé. Đó, hai bên thì nó phối hai cái đường trắng chạy dọc quần, làm cho cái quần nó trẻ trung rất hơn rất là nhiều, vừa lịch sự vừa trẻ trung. Đó, đẹp nha các bạn. Còn quần này chất nó có độ co giãn luôn nhé, nó là cái form skinny nên nó làm cái chất liệu co giãn, nó mặc nó vẫn rất là thoải mái. Còn nói chung là một con quần được hoàn thiện rất là chỉnh chu, chất liệu rất là đẹp. Con này lên cho mã B33 204. Ngày hôm nay cũng hơi ít hàng nên em sẽ giới thiệu sản phẩm nó hơi mất thời gian một chút để các bác thông cảm nhé. Bởi vì ngày hôm nay cũng hơi mệt. Mình làm hàng nói chung là nhà bên em làm hàng gần như là 24/24. Hàng mới cập nhật mỗi ngày nhé. Ngày mai thì bên em đã có hàng rồi và ngày mốt cũng vậy. Bên em chuẩn bị hết rồi, thường sẽ chuẩn bị hàng phải trước một tuần này các bác. Có nghĩa là ngày hôm nay thứ tư nhé, thì bên em phải xếp lịch là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần sau là lên những cái sản phẩm gì là đã bắt đầu nhập hàng, làm hàng hết rồi các bác. Có lịch hết rồi. Chứ không phải là đó, nói chung hàng bên em là lên sản phẩm là có lịch hết rồi nhá. Con này Edwin nhá, chất này nó cũng giống như cái chất gốc luôn, đó là quần kaki nhá, chất nó mỏng và nó sẽ rất là thoải mái khi các bác mặc vào thời tiết kiểu mùa hè như hiện tại nhá. Nó kiểu không phải là mỏng dính đâu nhá, kiểu chất nó mỏng, kiểu hơi hướng, kiểu các bác mặc thoải mái đấy. Hàng Edwin luôn, tác trắng, made in Japan. Con này thì nó mới tinh nhá, size trên quần để là size 31. Con này các bác mặc đi tiệc được, đi làm được nhé, đi chơi cũng được luôn. Nó đáp ứng đầy đủ những yếu tố cần thiết nhất cho các bác luôn. Con này nó mới, tinh. Size 31 được các bác. Lấy con này đi, nó mới lắm. Hàng đẹp nguyên nhật các bác mua kể cả với mức giá 4-500 thì nó vẫn rất là xứng đáng. Con này 260B34. B35 ạ. B35 lên cho bác một con quần kaki. Con này kaki ạ. Con này hàng Nhật luôn ạ. Và con này là mới nguyên vẹn mặt. Đó, các bác tìm con quần các bác đi tiệm nhé. Lấy con này đi bởi vì nó là quần mới nhé. Quần mới của Nhật. Đẹp. Con này thì không có gì để chê nhé. Nếu mà so với cái form quần Tây, quần hoặc bình sự đi làm, đi tiệm, con này đánh giá cho là 9 điểm nhé. Form quần đẹp lắm. Chất liệu cũng rất là dày dặn. Màu thì quá đẹp. Mua mời lấy con này về đi tiệm này. Chất nó khá dày nhé. Nó không kiểu mỏng đâu. Form ấy, cái form và cái màu nó giống như là quần Âu, quần Tây nhưng mà cái chất nó rất là dày. Nói chung con này mua quá là xứng đáng, không có gì để đắn đo. Con này bụng là 79 đấy, bụng 79 rồi. Con này 250 đẹp lắm, xứng đáng. B36 cho bác một con quần. Cái này nó cũng là quần gốc, cái này quần gốc của Fila.
Con này quần chất gốc của Fila không? À Kappa, em xin lỗi các bạn, con này quần Kappa, quần gốc Kappa. Chất của nó là cái chất liệu gốc đấy nhá. Đó, ở đây thì có thêm cái logo của Kappa bên này phối với cái túi hộp này. Phía sau thì cũng có hai túi luôn. Đó, ở cái cạp này thì nó thêu cờ của Ý này, Kappa. Chung mấy con quần gốc này thì cái chất liệu nó đẹp, nó vừa lịch sự thì vừa rất là thể thao và nhìn với thời trang đó. Form skinny nhé, kiểu mấy con này các bác mặc lên form nó gọn gàng lắm, nhìn nó trẻ đấy. Con này B36 Kappa 203 B36 B37 lấy cho bác một con quần này, nó cũng mới tinh, chắc nó là hàng của Uniqlo rồi. Đúng rồi, cái này hàng Uniqlo nhé, nó vẫn là cái phối màu cực kỳ đẹp cho các bác các chú. Chất liệu dày dặn, vải kaki, sờ mát lạnh, hàng Uniqlo các bác, nó cũng rất là đẹp. Con này bụng 77 này, bụng 77 nhá, form ống suông này, đẹp chưa ạ? Vẫn là bụng 77, 78 mà cũng được. Nói chung bụng 77, 78 đấy con này nhá, các bác khỏi phải suy nghĩ nhá. Đó, em bao cho các bác con này nó mới như là hàng các bác mua phải hãng này luôn. Nó mới là hàng Uniqlo, màu đẹp, mới tinh, màu rất là sang này. Chất sờ mắt rượu, dày dặn, 250, B37. Đây, B38 đây cho bác một con túi hộp. Hàng Nhật Bản. Bụng là bụng 86 đây. Rồi, đẹp chưa? Đỉnh chưa? Các bác nhìn con quần Nhật nó làm này. Đó, cái túi nó sẽ làm theo cái dạng túi vuông, nhìn nó rất là men nhé, rất là khỏe, nhìn rất là khỏe, con quần rất là khỏe, đẹp nhé, màu xanh rêu luôn, hàng Nhật Bản nhé. Đó, quần thì form ống suông, ống rộng ấy, ống khá là rộng nhé. Các nào thích mặc quần ống rộng thì lấy mã này 250, 250 nhé. B38, B39 này. Cái này nó sẽ là quần Âu, bản chất của nó sẽ là chất quần Âu co giãn đấy các bác. Đó, mấy cái này các bác nào mà mặc quần Âu thường xuyên phải mặc quần Âu mà tìm một con quần của nó sướng ấy thì lấy con này cho em nhé, con quần của Adidas. Đó, quần nó giống như là một con quần gỗ, đúng không, cái này quần gỗ nó vẫn rất là kiểu nhìn nó vẫn rất là thể thao đấy các bác, chất nó rất là thể thao, cũng có độ co giãn này, sờ vào cảm giác nó không khác gì chất thun thể thao đâu, chất thun thể thao đâu, nhưng mà các bác nhìn kỹ thì lại thấy nó làm cái form rất là giống như là quần Âu. Nó nhìn nó giống như là quần Âu mặc dù nó là một quần thể thao. Và mặc với cái độ thoải mái là độ thoải mái của quần thể thao. Hay lắm. Hàng Adidas chính hãng. Mới lắm. Nói chung mới tinh các bác. Con này hoàn toàn các bác có thể mặc các bác đi tiệm. Nhìn nó sang. Cực kỳ sang luôn. Con này thì các bác lên cho em mã B39 nhé. Bụng 82 ạ. 82, con này co giãn tối đa được 83, 84, con này 260 nhé, con này lên trên mã B39 con Adidas mới tinh 260.000. Tiếp theo lên cho bác một con đẹp win, lên cho bác thêm một con đẹp win nữa đi, hàng Nhật Bản, một cái màu đẹp lắm, đây màu quần của nó đây, cái chất của nó cũng rất là xịn. Đó, các bác mua vài con về đi lại hoặc vài năm không học quần nó làm chắc chắn, hàng đẹp win Nhật Bản, con muốn suông đẹp nhé. Các bác nhìn cái màu của quần của nó này, màu này quá dễ mặc cho các bác để nhìn lắm, màu quá đẹp. Con này lên trên mã B40 nha các bác, bụng 80, con này nó co giãn nhẹ nên bác nào là bụng 90. Đó, vòng eo chuẩn mà chưa co giãn nó sẽ là 88 nha các bác. Còn các bác mặc nới ra tầm 90-91 nó vẫn ok, bụng con này nó có độ co giãn nhẹ, chấp nhận co giãn nhé. 41, B41 đây cho bác một con Edwin này. Con này thì nó mới, nó rất là mới luôn. Đó, đẹp chưa? Chất sờ và nó mềm, cực kỳ mềm luôn. Chất rất là mềm. Đó, con quần này sờ kiểu cảm giác nó rất là mềm, nó mềm như bún đấy các bác. Cái chất liệu thì chắc chắn mặc nó sẽ vô cùng thoải mái luôn. Mềm lắm. Bác nào mà con này thì em tư vấn để mà chuẩn nhé. Để mà chuẩn xác, đúng cái form quần này đấy.
Đó, bụng bác nào 78 nhá, bụng 78 thì nó sẽ rơi vào tầm size 28 29. Bác nào mà mặc quần kiểu tầm size 28 29 mà các bác cao cỡ 1m65 đổ lại ấy, mặc cái form quần này chuẩn chỉ luôn nhé. Con này bác nào mà cao trên 1m65 ấy thì sẽ mặc theo form nó hơi ngắn đấy nhá, kiểu nó hơi ngắn một chút giống cái form quần gốc ấy. Đó, còn mà chuẩn chỉ cao 1m65 đổ lại. Quần con này dài có 92. Em tư vấn theo cái form quần luôn nha các bác. B42 cho bác một con Edwin. Đó, vẫn là con Edwin nhé. Edwin Tokyo Japan. Nói chung là siêu đẹp. Tem của Edwin nhé. Con này nó vẫn là cái chất rất là nhẹ, nó cực kỳ nhẹ luôn. Rất là thời trang các bác. Con Edwin. Các bác nhìn cái chất của quần sờ nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà nhìn nó vẫn rất là chiến nhé, nhìn nó vẫn rất là khá là khỏe khoắn đấy. Chất đẹp. Đó, kiểu là cái chất nó mỏng nhẹ mà nhìn nó giống như là một con quần jean nhỉ các bác nhỉ. Nhìn nó giống như là một cái chất, nhìn cái chất màu ấy thì nó giống như là quần jean. Nhưng cái độ mỏng nhẹ của nó thì giống như là quần Âu. Hay lắm. Đấy, cái chất liệu rất là hay và form nó rất là trẻ. B42 203 đây là 100% hàng mới về nha các bác. Còn là quần mà thường em bán cho các bác 150-200 ấy thì nó sẽ là một số ít quần nó bị rớt line thôi, kiểu nó bị tồn kho 2-3 tháng với giá 150 hay là hơn gần 200 đổ lại. Đó là giá những chị ân hàng tồn kho các bác. Còn hàng mới như thế này thì em sẽ bán giá nó cao hơn tầm 30.000 không đáng kể. Lên cho bác một con Montbel nhé, thương hiệu Mỹ, thương hiệu này làm đồ cực kỳ đẹp. Giá bán của nó cũng rất là chắc. Con này bị lỗi nhỏ không ấy? Con băng beo xanh rêu đẹp quá, nó bị lỗi rồi. Nó kiểu nó bị xước, bị lủng một cái miếng tầm 1cm ở đây. Còn quần là rất là mới rồi. Con băng beo đẹp quá. Kaki rất đẹp lắm. Con này giảm giá. Rồi con băng beo này em giảm giá còn 100.000 nhé. 100.000. B43 100 này. Còn này rất là mới nhưng bị lỗi nhẹ. Con này các bác mặc thì áo nó cũng che. Áo nó cũng che mất, không đáng kể. Rồi con này 100.000 nhé. Kiểu nó giống như một cái xước nhỏ ở đây thôi. Nhìn xa không thể thấy được. Còn nó dày dặn mà. Đẹp mà hơi tiếc chút. À, con này nó làm theo cái kiểu hay nhỉ. Con mang beo này các bác này, nó có thấy không? Đây hai túi phía sau nó nối liền. Thì đây là cái phần sau rồi, cái này phần sau không phải phần trước đâu nhá, nó bị phần sau đấy ạ. Hay chưa? Túi. Với em bị nhầm cái mặt bên này các bác là hai bên nó làm túi giống y hệt nhau, những cái thằng mang beo nó chuyên sản xuất mấy cái phong quần rất là dịn nhá. Con này 82 100 lên cho em mã B43 nhá. Có nghĩa là nó bị lủng, nó bị xước phía sau không phải phía trước nhá. B44 này lên cho bác một con quần Âu nhé. Con quần này của Uniqlo, nói chung là nó mới 100% đấy. Bác nào mà đang cần tìm quần Âu, các bác mặc đi tiệc đi làm thì lấy cái mã này xem nhé. Quần Âu của Uniqlo mua mà mới như thế này 200.000 thì nó một cái deal quá ngon. Nó bằng 1/4 giá hãng và quần nó còn mới tinh. Con quần Âu này chất nó đẹp lắm, chất nó dày dặn nhé. Con quần may cực kỳ chuẩn chỉnh luôn. Họ hàng của Uni thì các bác mặc nó cũng rất là bền nhá. Vải của nó cũng rất là bền đấy. Cái này bụng 82 đây trên mã B44 200 mới tinh. B45 này đây cho bác thêm một con Uniqlo nữa nhé. Con này thì nó sẽ là quần kaki, form đùi rộng ống suông, màu đẹp, màu trắng sữa trắng ngà, và cái chất của nó sờ thì siêu thích. Uniqlo bản tem này nó làm đồ rất là đẹp nhé. Chất kaki mát rượi, mới tinh nha các bác, này mới lắm, màu cũng rất là sang. Đẹp. Nó nhìn cái form quần, cái chất quần và cái màu của nó đẹp chưa? Mới lắm. Con này 203. B45. B45 203. B46. Nói chung quần thì cỡ ngày kia đấy các bác, ngày kia thì em lên cho bác thêm một cái lô quần kaki nữa. Đó, cũng rất là đẹp thôi. Thì nó sẽ gần như là cái lô quần kaki cuối cùng trong năm nên em sẽ có thể là không nhập cái kaki nữa, sẽ mua những cái sản phẩm nó hơi hướng vào hàng thu đông đấy các bác, và những con sơ mi hoặc là những chiếc
áo áo len rồi áo phát này kia nữa. Đó. Quần kaki thì bên em sẽ không tập trung cho bạn nữa nhé. Đó. Ngoài cái lô này thì có thêm một cái lô nữa ngày kia, các bạn ngày hôm nay chưa săn được thì ngày kia có thể mua nhé. Nói chung là đến thời điểm này chúng ta cũng có thể chuẩn bị tạm dừng mua quần kaki được rồi. Các bác có thể chuyển qua quần thể thao, quần nỉ hoặc là những cái mã quần jean các bác có thể mặc được. Đặc biệt quần jean các bác có thể mặc 4 mùa rồi. Quần quần kaki cũng vậy thôi, nhưng mà nếu mà mùa thu đông thì các bác sẽ săn đồ thể thao nhiều hơn là quần kaki nữa. Đó. Nên năm nay em sẽ về hàng thể thao sớm hơn mọi năm. Có đây hàng của Gu, à không phải, hàng có đây hàng của Nhật. Hàng của Nhật, con này nó sẽ là quần kaki nhá, chất rất là dày. Bụng con này là bụng chun. Đó, bụng chun co giãn thoải mái nhá. Form quần rất là rộng rãi. Ở nhà trên bao đẹp, này mà đi chơi cũng được. Năm mới ạ. Lúc nào thích mặc cái form quần như thế này. Nó kiểu quần bụng chun ấy, mặc nó tiện. Form nó rất là lịch sự nhá. Con này 220.000, hàng Nhật Bản nhá. Bụng 74 co giãn 80, lên trên mã B16. Cái tiếng em nó hay kiểu quần gà đấy các bác. Quần bỏ ra phải mắc lại xong treo chỉnh chu phía sau thì mới chịu được, chứ không phải kiểu mình cứ vất mình cứ bỏ bậy bạ ra sàn nhà. Con này một con quần với chất liệu là quần Âu nhé, quần nó giống như là quần quần Tây đấy các bác, nhưng con này nó sẽ chuẩn chất quần kaki mỏng, nó sẽ là chất kaki mỏng như các bác. Màu này là màu cũng khá lạ đấy, bác nào mà thích mặc mấy cái gam màu này này, mặc cái áo sơ mi trắng nó cũng đẹp. Hàng Nhật Bản làm luôn. Có này kaki mỏng nhá, màu vàng này này. Thật ra cái màu vàng nhạt này này, đó nó cũng cực kỳ hiếm luôn. Đó, các bác thường thấy hàng kaki nhà bên em ít khi lấy được con nào màu vàng đó. Đó, con này em lấy cũng bởi vì nó là màu vàng, màu hiếm luôn nhá. Con này em lấy bởi vì cái chất nó đẹp. Đó là chất kaki mỏng, form cũng rất là rộng rãi, thoải mái. Phù hợp bác nào mà mình thường xuyên phải mặc quần kaki nhưng vẫn muốn kiểu thoải mái. Đấy, cái chất liệu như thế này mặc này các bác. Đó là cái form ống suông ấy, ống rộng đùi to ấy, mà kiểu thùng thình rộng rãi ấy, cực kỳ mát. Con này 200 B47 B48 đây cho bác một con quần với cái chất liệu sẽ là linen nhé. Đó, chất linen này, bác nào mà chuyên mặc đồ linen thì lấy mã này cho em mặc quá này, vì nó mới tinh. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm của Nhật Bản sản xuất, hàng nội địa Nhật thôi, quần linen. Con này thì thích hợp với các bác mặc kiểu đi chơi, đi uống cà phê, đi nhậu rồi các bác mặc ở nhà nó tiện, bởi vì con này nó sẽ là bụng chun, bụng chun nó bao gấu nữa, mặc kiểu nó gọn gà, bao gấu mặc gọn gà, chất linen, cái hàng Nhật Bản sản xuất. Mỗi con quần thì nó sẽ phù hợp vào một cái gì, một cái hoàn cảnh khác nhau nhé. Các bác chọn quần, ví dụ con này mà các bác mặc đi tiệc thì nó không có lịch sự, con này các bác mặc đi tiệc nó không lịch sự, con này các bác mặc ở nhà mà đi uống cà phê, gặp gỡ bạn bè, đi nhậu thế. Quần mới đó, quần Nhật làm đó. Con này 230 B49 đây cho bác, con crocodile, tạm gọi là cá sấu châu Á đi. Tạm gọi là cá sấu châu Á nhé, nó sẽ không phải là cá sấu của Pháp đâu. Cái này thì chắc chắn là các bác biết rồi, nhưng mà em nói cho một vài bác mà chưa biết cái thương hiệu này nhé, nó vẫn là cá sấu nhưng mà cá sấu châu Á nhé. Đó. Còn kia là cá sấu châu Âu. Cá sấu châu Á thì cái logo nó sẽ bé thôi. Cái này bụng 96. Bụng 96 nhé. Bụng 96 size nó rơi vào tầm size 36, 37, 38 các bác. Đó, bác nào mà kiểu mặc size lớn lấy cái mã này. Bụng nó sẽ là 96, còn size nó sẽ rơi vào tầm size 36, 37, 38 các bác. Bác nào mà kiểu mặc cái con quần hơi ngoại cỡ một chút thì lấy cái này xem. Bởi vì trong một cái kiện hàng nhà em thì em vẫn phải cố gắng để lấy được một hai con quần với cái size ngoại cỡ như vậy, hoặc là những cái con size nó hơi nhỏ một chút, ví dụ là size bụng 74, 75, 76, 77 nó, cái size nó hơi nhỏ, và có những con bụng 96, 100 size nó hơi lớn. Thì các bác để ý thì mỗi kiện hàng bên em sẽ cố gắng để có thể lấy về ít nhất là 2 đến 3 con, để có những bác mà size quá nhỏ, size quá lớn thì các bác vẫn có thể mua được quần nhé. Bởi vì những cái size đó các bác đi mua đồ mối nó đã khó rồi, chứ nói gì đến đồ si mà ai dám nhận những con size lớn về, đúng không ạ? Con này bụng 88 này, con này nó sẽ là quần jean nhé, quần jean chất mặt kiểu quần jean mỏng các bác, quần jean mỏng, cái chất nó cũng khá là mềm, nó không có kiểu cứng cáp quá như mấy con quần jean bình thường, nó là jean mỏng, jean mềm, hàng Nhật Bản, hàng Nhật làm nhé. Form ống suông luôn, ống suông
đó, form đẹp lắm, form cũng suông rất đẹp. Túi thì làm được cái dạng túi vuông thì cũng khá là khỏe, mới ạ, hàng Nhật thế các bác, mới lắm. Mấy cái form quần kiểu form quần nó hơi cổ như thế này mà độ mới như thế này là khá hiếm. 240 lên trên mã B50 ạ. B51 này, đây thêm một con quần size lớn nhé. Con quần này size chuẩn của nó sẽ là size 36 nhé, 36, 37, 38 đấy. Bụng con này thì nó cũng 96. Đó, nó thêm một con quần với size lớn nữa nhé. Cái hàng bên em bán đủ size, mặc dù mấy cái size này có thể là bán nó khá chậm. Con này là hàng của Sportif nhé, Le Coq Sportif, con này nó sẽ là hàng của Pháp, gà Pháp đây. Con này cũng là dòng gốc luôn. Đó, bản gà này thì nó còn liên kết với cái giải đấu gốc PGA Tour nữa các bác nhé. Đây các bác khỏi phải lo về cái chất lượng của quần. Quần con này siêu đẹp, con này các bác mà mua mới thì nó cũng phải vài triệu như các bác. Mới lắm, con này size còn cũng 96, hoặc các bác mua về các bác sửa đi. Con này thì em bán cũng 260. Con này mà size đẹp thì nó cũng phải 300, 350, vẫn là rẻ này. Con này 260.000 lên trên mã B51 nhé. B52, con quần cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay là con quần jean. Và con quần jean này thì nó sẽ là quần bị xả sau line các bác. Thì nói qua một chút về cái vấn đề này, thì cái vấn đề mà kiểu xả hàng sau line, nếu mà các bác xả ngay trong buổi tối hôm đó sau live tầm 1-2 tiếng thì nó vẫn là một cái hành động rất là bình thường. Nhưng có nhiều đơn hàng mà qua ngày hôm sau xả hàng đã đặt đấy, thì với bên em nó giống như là một hình thức bom hàng luôn đó. Bởi vì đôi khi một mã như thế này thì rất là nhiều bác sẽ hỏi. Và con quần này ngày hôm đó ít nhất cũng phải 6-7 người hỏi đó. Mà em đã quyết định em chốt đơn thì bác còn xả hàng. Và nếu mà xả thì xả sớm giúp em nhé, để em có thể ngay lập tức em chuyển cái mã đó cho khách khác, người mà đang có nhu cầu lấy cái mã đó nhé. Có này hàng của Denizen Levi nhé, quần rất là mới. Denizen thì nó là dòng quần vẫn sản xuất bởi cái thương hiệu Levi đó, nhưng con này thì nó sẽ phục vụ cái thị trường châu Á. Màu xanh bạc rất là trẻ, đẹp nhé. Con này size nó rơi vào tầm size 27-28, có vòng bụng con này là 77 nhé. Đó, bác nào size 29 đôi khi mặc vẫn được, bởi vì quần này nó có độ co giãn nhẹ, chất jean rất là dày nhưng mà có độ co giãn nhé. Con này ngày hôm đấy em bán 270, còn hàng đã lên lại thì bên em phải giảm giá chắc chắn rồi. Các bác cứ xả như thế này thì các bác cứ nghĩ đơn giản là em có thể bán hàng cho bán con quần này cho khách khác, nhưng mà hàng bên em đã phải lên lại thì phải bán rẻ. Rồi con này 230.000 cho con Levi này nhá, coi như em mất 40.000. 230 nha các bác. Mã cuối cùng. Rồi, B52. B52, 230.000. Thì đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong cái live buổi tối ngày hôm nay rồi. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và kính chúc các bác có một buổi tối thật vui bên gia đình.